Chương 20. Thói quen giàu có số 9. Tôi sẽ tiết kiệm 10% thu nhập và sinh hoạt bằng 90% còn lại. Người thành công trả lương cho mình đầu tiên. Trước khi thanh toán bất kỳ chi phí nào, người thành công để ra 10% thu nhập để tiết kiệm, đầu tư hay đưa vào quỹ hưu trí nào đó. Họ đầu tư tiền một cách thông minh, giám sát các khoản tiết kiệm thường xuyên và đặt ra các mục tiêu thực tế về hoàn vốn đầu tư. Họ có điểm tín dụng cao, nắm rõ giá trị tài sản rộng và giám sát sao kê cá nhân. Họ chỉ dùng đến các chuyên gia tài chính có năng lực nhất để tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa thuế má. Họ dùng dịch vụ của các chuyên gia như là các kế toán viên công chứng được cấp phép, chuyên gia hoạch định tài chính được cấp phép hay các luật sư. Họ dùng những chuyên gia này giúp họ quản lý tiền bạc và thuế má. Người thành công luôn có kế hoạch thu chi. Họ tham gia ở mức cao nhất. Pháp luật cho phép cho các kế hoạch thu chi. Có nhiều kế hoạch thu chi cho phép cá nhân trích ra theo các khoản thuế một phần lớn thu nhập từ họ mỗi năm. Nếu công ty của họ không có kế hoạch thu chi, họ tự tạo ra kế hoạch cho riêng mình bằng cách gửi tiền vào các tài khoản thu chi cá nhân. Họ gửi thêm tiền vào các tài khoản này qua mỗi kỳ trả lương. Họ có mục tiêu hưu trí. Họ giám sát cái hợp thư chí này thường xuyên và điều chỉnh để đạt được mục tiêu. Người không thành công trả lương cho mình sau cùng. Họ sống bằng lương tháng, tiêu xài từng xu cho lối sống của mình. Họ không giỏi tiết kiệm mà gánh rất nhiều nợ nần. Họ có vài khoản vay thế chấp tài sản nhà đã khai thác hết. Họ tín dụng luôn trong tình trạng rỗng và họ khó lòng thanh toán được khoản tối thiểu hàng tháng. Họ có điểm tín dụng thấp. Người không thành công không đóng góp vào kế hoạch thu chí. Một số người cờ bạc, cá cược xem như là kế hoạch dưỡng già. Họ mạo hiểm một cách không cần thiết hoặc thiếu thấu đáo. Họ không dành dụm ít nhất 10% thu nhập mỗi lần nhận lương. Hậu quả là khi đến tuổi về hưu, họ không đủ tiền tiết kiệm hưu chí để nghỉ hưu trong an toàn tài chính. Họ viện lý do là họ không có điều kiện tích trích ra 10% thu nhập, nhưng họ không sẵn lòng điều chỉnh cách sống để tiết kiệm đủ ngần ấy. Thông thường, người không thành công không có sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục làm việc cực lực cho những năm tháng về già hoặc phụ thuộc vào gia đình hay chính phủ. Tóm lại, người thành công trả lương cho mình đầu tiên bằng cách trích ra tối thiểu 10% thu nhập cho tiết kiệm hay kế hoạch thu chí. Quan điểm của Michael Jackney: công thức làm giàu là tiêu ít hơn kiếm được, tiết kiệm khoản vô ra, và khi bạn đã tiết kiệm được đủ một tài khoản, hãy đầu tư vào tương lai. Một thói quen giàu có quan trọng là trả lương cho chính bạn trước tiên rồi hãy tiêu phần còn lại. Trái lại, một thói quen nghèo khó phổ biến là tiêu tiền cho sinh hoạt trước rồi mới tiết kiệm phần còn lại. Vấn đề là hiếm khi còn lại chút tiền nào.